Cái kim tự tháp này thì mình sẽ cho các bạn xem. What the f Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Ok, và hiện tại là các bạn đang thấy là cái phong cảnh của mình ở đây rất là đẹp. Và cái video này mình sẽ đưa các bạn trở lại cái thời Viking. Và tất nhiên ở video này sẽ không có đánh nhau đâu các bạn. Khi mà các bạn nghe tới là Viking thì các bạn là sẽ tưởng tượng đến cái việc là cái thời đó sẽ đánh nhau này nọ, ok. Nhưng mà ở đây không phải. Mà ở đây mình sẽ cho các bạn trở về cái thời Viking để có thể xem được những cái công trình mà cái thời xưa người ta xây á, cái thời Viking, thời mà gọi là xây nhà bằng đá và bằng gỗ á, chứ không phải là gạch như bây giờ đâu các bạn. Và cái thời kỳ đó thì phải nói là những nhà kiến trúc sư phải nói là cực kỳ là thông minh, và họ đã chế và họ đã xây được một cái gọi như là một cái lâu đài rất là kiên cố rồi, chắc chắn và cực kỳ là đẹp. Ok, và ở video này mình sẽ cho các bạn xem là những cái công trình về cái thời Viking đẹp như thế nào và kiên cố và chắc chắn như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nào. Mình sẽ chuyển lại cái góc nhìn thứ nhất. Có lẽ là cái video này nó có thể sẽ hơi bị lắc một tí, đơn giản là vì cái map này rất là nặng, cho nên các bạn thông cảm mình một tí nha nếu mà nó có lắc. Alright, và tại vì mình vừa cài shader nữa và mình phải cài một cái gói resource patch nữa, cho nên để phù hợp với cái map này thì mình đã cài một cái resource patch và mình cài shader cho đẹp mặt. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì ở đây nó sẽ có một cái một cái bảng hướng dẫn, đó là mình sẽ đi về hướng nào, Stonehaven hay là Spellstone gì đó, thì nó sẽ có hai hướng. Và tất nhiên là mình sẽ đi cái hướng này, tại vì mình thấy đằng sau đằng kia đi, xa xa đằng kia là có một cái tòa lâu đài rất là đẹp rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục cái phần đây này thôi. Wow, các bạn thấy thật sự là shader rất là đẹp, mà kết hợp với cái resource patch này nữa thì phải nói là số 1 các bạn. Wow, đây cái thời Viking á, và cắm đuốc như vậy nè các bạn, và xây kiểu thời này là rất là đẹp và rất là ngầu. Wow, các bạn nhìn kìa, trời ơi, build đẹp vãi. Wow, cái thời này phải nói là đẹp cực kỳ luôn các bạn ơi. Quá là đẹp, xây dựng cực kỳ là đẹp. Đây, mình rất là thích cái phong cách mà rong rêu như thế này. Đó, mình sẽ đi lên. Và tất nhiên là mình sẽ xem nó đẹp như thế nào. Wow, mình sẽ bay lên và mình sẽ cho các bạn coi khung cảnh. Wow, trời ơi, các bạn tin được không? Cái này cực kỳ là đẹp luôn. Đây là chỉ mấy cái cổng vào thôi, còn những cái kia nữa. Ok, mình sẽ đi sơ qua và mình sẽ cho các bạn xem những cái cảnh đẹp trong đây. Thật là cực kỳ là đẹp luôn, mình rất là thích, rất là mê cái này luôn. Wow, rất là đẹp. Ở đây sẽ có những cái ngôi nhà. Và các bạn nghĩ sao về cái thời kỳ này? Họ xây những cái tòa nhà, những cái tòa lâu đài thực sự là rất là đẹp các bạn. Ở đây thì sẽ có nhà cửa rồi đó, rất là vân vân, đủ thứ trời dưới đất luôn. Mình sẽ đi thử sơ qua cái này coi. Wow, ở đây có một những cái tấm gì đó, những cái tờ gì đó mình không biết đâu. Và ở đây thực sự là rất là đẹp. Wow, có bức tranh nữa kìa. Wow, rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và xem có như thế nào. Chúng ta sẽ không có đi vào những cái nhà, tránh mất thời gian. Chúng ta sẽ đi thử sơ qua những cái này coi. Wow, shader rất là đẹp. Sorry các bạn, tiếng mình nó hơi khàn tại vì mình đang bị khô của họng. Wow, ở đây rất là đẹp. Mình sẽ đi xuống đây thử nha. Bam. Wow, ở đây tầng hầm đủ thứ các bạn ơi. Ở đây chúng ta có thể đi đào hầm nè, vân vân, đủ thứ hết. Stonehill Mine nè, các bạn có thể đi mine ở đây. Thôi, mình sẽ không có đi xuống sâu đâu. Các bạn có thể khám phá map này bằng cách là tải cái link ở dưới phần mô tả nha. Mình có để ở dưới á, nên các bạn hãy xem gì mình, chứ đừng có mà không xem rồi nói mình không để link nha.
Wow, rất đẹp, rất đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua sơ qua đây này coi như thế nào. Ô, nãy mình đi đường nào ta? Có lẽ là mình đang bị lạc hay sao á. Mình sẽ bay lên và mình sẽ kiếm đường đi lên. Ok, đây đường đi lên đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục nào. Đây là cái phòng giao dịch nè. Có lẽ là nó hơi sẽ bị hơi giật giật khựng khựng một tí. Bạn thông cảm cho mình. Ở đây là store, ở đây là nơi cái đồ để đồ nè. Để quần áo rồi á. Nơi thay đồ đơn giản vậy thôi. Wow, à không phải. Đúng rồi. Đây là cái nơi thay đồ mà. Wow, ở đây có những cái nơi mà những cái Viking, những người Viking sẽ ở. Và đây sẽ có những cái người sắt bảo vệ. Đây là người đá bạn. Người đá bảo vệ. Đó, bạn thấy không? Rất là đẹp. Wow, rất là đẹp các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn. Và đây là cái lâu đài mà các bạn được nhìn ở từ trên cao. Và các bạn nhìn đi, nó rất là đẹp. Vì mình không có thời gian nhiều để có thể đi vòng quanh cái map này. Thực sự cái map này nó rất là rộng luôn các bạn. Mọi người build rất là đẹp. Ở đây mình thấy ở đây rất là đẹp nè. Mình sẽ xuống đây. Đây giống như là một cái trung tâm vậy đó. Mình sẽ xuống đây xem nó như thế nào. Ở đây sẽ có một cái như một cái quảng trường vậy đó. À không, đây một công viên các bạn. Công viên nó sẽ được tụ tập ở đây. Những cái thanh niên chỗ che rồi sẽ tụ tập ở đây và dắt gà đi chơi. Ok. Ở đây thì ở đây cửa sắt mình không thể đập. Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Mình sẽ đi bên kia coi. Thời này rất là đẹp các bạn à. Và mà khi mình sử dụng cái resource pack này thì các bạn phải nói là như thế nào ta? Siêu siêu đẹp luôn. Đây. Nước nó hơi bị lỗ một tí tại vì mình đã cài thêm resource pack cho nên là nước của shader nó hơi bị lỗ một tí. Các bạn thông cảm và các bạn nhìn những cái ánh nắng chiếu vào đây rất là đẹp nha. Wow, rất là đẹp. Ở đây sẽ có là những cái vật nè. Wow. Còn đường này sẽ có một cái đường lên. Rồi chúng ta sẽ đi lên. Boom, 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 boom. Có lẽ mình sẽ cho các bạn coi sơ qua cái này thôi. Wow, các bạn nhìn cầu hoàng hôn. Wow, rất là đẹp các bạn à. Wow. Mình không có tin được. Đây là hoàng à đây à, đúng rồi. Đây là hoàng hôn các bạn à. Wow, và cái nơi này thực sự là cực kỳ là đẹp. Cái thời Viking á, người ta xây những cái tòa nhà này, các bạn thấy nó rất là kiên cố. Xây những cái tòa nhà phải nói là những cái kiến trúc sư phải gọi là có những cái đầu óc rất là thông minh. Họ đã tạo ra được những cái căn nhà như thế này, ở những cái tòa lâu đài như thế này. Các bạn biết phải mất rất biết bao nhiêu thời gian họ mới được xây nên một cái tòa lâu đài như vậy không? Mất rất là nhiều năm trời đó. Không phải đơn giản như là xây một cái nhà của chúng ta đâu. Các bạn cứ nghĩ đi, khi mà xây một cái căn nhà cỡ cấp 4 hoặc là lầu á, có lầu luôn á, thì chúng ta phải mất khoảng wow cái gì vậy? Oh what the fuck? What the what? Cái gì vậy bạn? Oh shit. Oh wow. Rồi trở lại với vấn đề chúng ta là khi mà xây nhà cấp 4 mà không có nhà lầu á thì chúng ta phải mất cũng gần khoảng 2 3 tháng gì đó mới xây được xong một căn nhà. Thì các bạn cứ nghĩ đi, cái công trình này sẽ như thế nào khi mà các bạn xây. Oh shit, mình sẽ lên đây. Và trời tối rồi, các bạn sẽ thấy không rõ đâu. Mình sẽ chỉnh tam set đây. Wow, khi mà mặt trời sáng lên, phải nói là cái shader này nó phát huy cái tác dụng của nó rất là đẹp. Đó, ở đây sẽ có những cái tòa nè. Các bạn nghĩ đi, những cái lâu đài này thì sẽ xây dựng khoảng bao lâu? Thì theo mình nghĩ là những cái lâu đài này nếu mà ở thời Viking thì nó đã có từ khoảng cả hơn mấy ngàn năm rồi đó. Khoảng thời đất thời Viking á hả? Tính bây giờ có lẽ là khoảng 2.000 năm rồi các bạn. 2.000. Đúng rồi, 2.000 năm rồi. Và các bạn nhìn đi, đây là rất kiên cố, rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái bên kia và mình sẽ trở lại sau nha.
Hiện tại là mình đang đi qua cái khu vực thứ hai của cái map này, thì mình xem coi cái khu vực này nó có tên là gì. Swampton đó. Còn cái này là Stone Heaven là hồi nãy các bạn đã thấy rồi, còn ở đây là nó sẽ khác nha. Còn cái khu vực khác của cái map này có thể là họ chia ra hai nơi sống khác nhau. Và đây là cái đường đi lên, và thấy là mình đã thấy những ngôi nhà lấp ló ở trên kia rồi, và mình không biết là nó sẽ đẹp như cỡ nào. Wow, ở đây nó sẽ có những cái cornerstone và cái gì đó, những cái nơi mà người ta đã chỉ á. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái làng nhỏ ở đây, một không phải một cái làng mà cái như là một cái những cái nhà lưu trữ các bạn, nó được lưu lại á. Mình sẽ bay lên tôi xem như thế nào. Wow, ok, cái nhà này là những cái nhà lưu trữ thôi, lưu trữ đồ này nọ, và mình sẽ đi thế tiếp tục, sẽ bay đó các bạn, bay cho lẹ chứ biết các bạn đi biết chừng nào mới tới. Nó rất là dài, rất là xa và rất là rộng. Ok, các bạn thích video này thì hãy ấn like cho mình nha, và hãy ấn đăng ký đi để có thể theo được. Chúng ta tới rồi, nhớ ấn đăng ký nha các bạn, theo dõi những video của mình. Ok, và hãy giúp cho mình phải đạt là được 100.000 người đăng ký sớm nhất nha. Mình đang rất là mong chờ đến cái ngày đó, mà các bạn mình nghĩ là có thể là hơi lâu đó, tại vì hiện tại kênh mình tăng cái lượng người đăng ký lên nó cũng không có được nhanh cho lắm. Và chúng ta đã tới rồi. Wow, các bạn nhìn đi, đây là cái gì ta? Pem, chúng ta sẽ đi tới đây và sẽ có một cái bảng hướng chỉ dẫn nơi tới. Thì chúng ta đã tới nơi rồi, mình sẽ bay lên cho các bạn xem góc nhìn từ trên cao của những cái tòa nhà này. Và ok, mình sẽ chỉnh cái gọi là cái gì ta, cái chân để nó rộng ra một tí để các bạn có thể, đây khoảng ngay 10 đi, chân 10 có thể hơi lắc, các bạn hơi lắc một tí. Đúng rồi, nó đã cảm thấy hơi lắc một tí rồi đó, bạn thấy không? Wow, rất là đẹp. Wow, những cái công trình thật là cực kỳ là đẹp luôn. Và đây người ta có thể treo cờ nè, người ta đã chế tạo, người ta làm ra cái cờ rất là đẹp. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái như vậy, thấy chưa, ngoài thấy không, rất là đẹp nha. Wow, ở đây sẽ có những cái trưng bày, những đây là một cái ghế nè các bạn, và ở dưới kia có lẽ là một cái đấu trường. Đúng rồi, đây là một cái đấu trường các bạn. Đây, cái ghế đây là cho một cái thằng độc tài vô dụng kiểu như Hitler vậy đó, nó ngồi đây và nó xem con người chiến đấu với nhau và ai sẽ giành chiến thắng ở đây. Wow, rất là ác, mình rất là ghét những cái thể loại độc tài như vậy rồi đó. Đằng kia có những gì, cái gì kìa. Wow, một cái nhà hát hay sao á, có thể nó sẽ hơi bị giật giật một tí, nó sẽ không còn một tiếng đâu nữa, nhưng mà wow, mình sẽ đi sơ qua vào những cái căn nhà này cho bạn xem thôi, chứ nếu mà chơi thì không phải là chơi được đâu. Wow, ở đây chùa, cái tòa nhà này thực sự các bạn nhìn đi, nó kiên cố đến cỡ nào. Wow, nó bự chà bá luôn các bạn, bự cực kỳ. Và đây, ở đây thì sẽ có một cái gì đó, tại sao mình thấy mình bay chậm quá ta. Đây, ở đây sẽ có một cái kiểu như là, mình cũng không rõ đây là cái gì nữa, mình cũng không có thiện mà đáp xuống. Mình sẽ bay lên để cho các bạn xem từ trên cao, tại vì chúng ta cũng không có cần phải coi ở trong đâu, tại vì ở trong nó nội thất không có ok cho lắm ha. Đó, bạn thấy không, rất là đẹp. Và tiếp tục chúng ta sẽ tới với một cái nơi mà cực kỳ là bí ẩn luôn nha các bạn, một nơi bí ẩn mà các bạn hãy theo dõi hết video để các bạn sẽ biết. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu đến cái nơi đó nè. Các bạn đợi một tí nha, để mình đi hết cái map này cho bạn xem. Đây là một cái kia như là một cái ngọn hải đăng nè. Wow, cái đây như một cái ngọn hải đăng các bạn. Và dưới đây có lava rất là đẹp, và mình không biết là còn nhiều hay không nữa. Còn các bạn ơi, còn. Và đây là một cái nơi khác nữa, một cái lâu đài khác nữa, treo cờ xanh nữa, rất là nhiều. Mình sẽ cho các bạn đi xem thôi, chứ đây là map mà có thể các bạn đi chỉ là để theo dõi thôi, chứ không có thực sự là chơi gì hết. Ở đây là một cái lâu đài, một cái khu
của những nói chung là chia nhau các bạn, chia vua ra chứ không phải là vua nắm tất cả đâu, sẽ chia khu vực ra và vua sẽ nắm từng khu vực, mỗi khu vực sẽ có một vua y như là chia ra từng nước gì đó, mỗi cái nước sẽ có một cái tổng thống hoặc là một cái chủ tịch nước riêng. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái nơi bí ẩn đó để xem là nơi bí ẩn đó là có những gì nha các bạn. Và đây mình sẽ cho các bạn coi một lần nữa cái này, bạn thấy sao? Rồi chúng ta sẽ tới đến với Kim Tự Tháp, một nơi bí ẩn ở trong cái map này. Alright, và đây là Kim Tự Tháp, và mình sẽ bay lên cao cho bạn xem nha. Kim Tự Tháp thứ thiệt luôn các bạn, Kim Tự Tháp thiệt đó, không phải là Kim Tự Tháp y như là Minecraft trong Minecraft bình thường đâu, đây là một cái Kim Tự Tháp thứ thiệt với bạn đó. Bạn thấy chưa? Thấy chưa? Are you ready? Bạn thấy thế nào về cái Kim Tự Tháp này? Và chúng ta sẽ khám phá thôi nào. Ở đằng kia có gì kìa, sẽ lại đằng kia coi. Đằng kia có một cái đường đi xuống, đi xuống. Oh yeah, và mình cũng không có đi xuống nó làm gì đâu. Ở đây có gì nè, là đi mai mà. Chúng ta sẽ khám phá Kim Tự Tháp này nha. Đẹp nha các bạn, đây rất là đẹp nè. Oh yeah, đây là cái Kim Tự Tháp và nó sẽ có những cái này. Ok, cái này. Oh, nó rộng quá các bạn ơi. Mình sẽ đi sơ với các bạn xem thôi, chứ mình cũng không có đi mà gọi là xuống được, tại vì không có thời gian đó các bạn à. Map này rất là rộng và các bạn muốn chơi thì cứ xuống phần mô tả, có link download ở dưới, làm ơn nha. Có link download ở dưới á, đừng có không có câu rồi phán bậy các bạn đi, không vui đâu. Oh, Dipper, sao kêu vậy? Đó, Kim Tự Tháp chúng ta có gì, có những gì và có những gì. Thật chắc là Kim Tự Tháp đây luôn không có gì đâu các bạn à. Ở ngoài và hoành tráng như vậy chứ trong trống rỗng mà, đâu có gì đâu. Đó, và tiếp nói với Kim Tự Tháp này thì mình sẽ cho các bạn xem. Wow, nó đổi màu các bạn à. Really? Mình đang bị lạc trong cái mê cung hay sao mà. Đó, thì tiếp nói với Kim Tự Tháp này sẽ là một cái nơi rất là kinh dị ở dưới địa ngục, có thể là 18 tầng địa ngục đó các bạn. 18 tầng địa ngục đó, hoặc là một cái lâu đài sẽ là nơi giam giữ những cái ngục người tội lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái lâu đài đó, tại vì Kim Tự Tháp này cũng không có gì nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tới với lâu đài đó nha các bạn. Let's go. Ok. Và đây, mình đã tìm ra được một cái nơi ở dưới địa ngục, phải gọi là cực kỳ là ghê các bạn à. Có thể đây là một cái nơi mà sẽ giam giữ những cái linh hồn tội lỗi. Và đây. Một linh hồn tội lỗi đã bị giam giữ. Cái thời Viking á, các bạn thực sự nó có nhiều điều bí ẩn và rất là ghê nha các bạn. Cho nên hãy lưu ý một điều là những cái nơi ở dưới địa ngục hoặc là Kim Tự Tháp, nó là những bí ẩn ở trong cái map này. Cho nên đừng comment bậy bạ mà hãy xem. Mình sẽ bay lên và cho các bạn xem cái tòa lâu đài dưới địa ngục này. Wow. Và đây, tòa lâu đài dưới địa ngục chúng ta, và mình đang thấy là một nơi rất là ghê các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống, mình sẽ đi vô coi như thế nào. Ở đây thì đang rất là tối. Okay. Wow, ở đây tối lắm các bạn, lửa rất là đẹp, lửa ở đây rất là đẹp. Và ở trong đây một cái tòa lâu đài là không có gì hết á. Các bạn đừng nghĩ nó không có gì nha các bạn. Có thể đây là một cái nơi mà chứa những cái linh hồn tội lỗi, nơi trừng phạt những cái ác, nó xuất hiện ở trong đây nè. Nhưng mà do chúng ta không có thể thấy được, đơn giản vì không thể nào mà thấy được bằng mắt thường đâu. Cho nên lưu ý một điều là đây một nơi rất kinh dị. Ok, thì
có lẽ mình đã giới thiệu xong cho các bạn xem hết những cái thời Viking nó như thế nào, và có những cái bí ẩn ở trong cái thời Viking nó có những gì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình, và nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là để lại cho mình một like nha. Đừng quên là đăng ký kênh của mình là để có thể theo dõi được những video về Minecraft VE mới nhất cũng như là hay nhất. Thì các bạn cứ đăng ký kênh của mình đi, thì các bạn sẽ xem được những cái video về Minecraft VE cực kỳ là hay, cũng như là sẽ cực kỳ là mới. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye. À quên nữa, các bạn hãy comment cái ý nghĩ của bạn là hai những cái bí mật ở trong đây, hai chẳng hạn như kim tự tháp hay là cái lâu đài ở dưới địa ngục này nè, cái lâu đài mà chứa những linh hồn tội lỗi nè, sẽ như thế nào và nó gây rợn như thế nào. Các bạn nói chung là các bạn nghĩ gì thì hãy comment dưới cho mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.